À, kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở cuối kinh Đông Bình, là ở quốc lộ 80 vô đó quý vị. Thì đang ở đứng ở phía cuối này. Ở xa xa quý vị thấy đó là đi vào ngay ủy ban nhân xã Thành Đông B đó quý vị. Thì hôm nay Lâm sẽ quay cái khung cảnh của kinh Đông Bình nha quý vị, để mà mọi người cùng theo dõi. Nào, xin mời quý vị cùng Lâm tham quan cái đường này nhé. Đây là đường lộ mới. Ở phía bên kia là ngay ủy ban nhân dân xã Thành Đông B đó quý vị. Còn Lâm đang đi hướng bên tay trái nè. Hôm nay thì khoảng 11 giờ 20 đó quý vị. Ở đây quý vị có thể thấy những cái máy Kubota đó, nó đang gặt lúa này. Đây nè quý vị, lúa sạch thì cũng hơi nhiều. Đây bà con đang thu hoạch lúa đó quý vị. Có khoảng 3 cái máy Kubota ở đây. Lúa này thì sập hơi nhiều rồi. Rồi, mời quý vị cùng Lâm đi tiếp nè. Kinh Đông Bình đó thì nếu mà chạy từ Gạch Giá lên Cần Thơ thì nó nằm ở phía trên kinh kinh 9, kinh 10 đó quý vị. Còn cái tên kinh đó thì Lâm cũng chưa có tìm hiểu được kỹ đó quý vị, tại sao là kinh Đông Bình đó. Quý vị nào biết thì có thể comment ở dưới để mà mọi người cùng biết luôn ạ. Xin cảm ơn ạ. Đây là cầu kinh 600 Đông Bình nè quý vị. Có cầu kinh 600 rồi 300. Đường này Lâm thấy là chạy rất là thoải mái đó quý vị. Không biết ở phía trong thì như thế nào chứ còn đang ở cái đường phía ngoài thì chạy rất là im. Quý vị có thể nhìn xa đó là con đường chạy rất là thoải mái đấy. Ở bên kia sông thì những cánh đồng vàng hết trơn quý vị. Làm rất thích đi những cái con đường ở đây thì đơn giản là đây thứ nhất là thẳng tắp. Không khí thì rất là mát mẻ trong lành, mặc dù thì buổi trưa thì đi hơi nắng. Thì ở đây có những cây mai vàng rất là đẹp quý vị, chỗ hết rồi. Ha ha.
bạn có thấy ở đây thì cũng có một số bà con đi ngoài đường. Rồi. Bác ơi, cho con hỏi thăm một chút được không? Ê, vô mát mát hỏi thăm đi bác ơi. Tại ủa bác, ở đây chủ yếu là mình làm nông hả bác? Hả? Làm nông hả? Làm nông nghiệp hả? Ừ, làm nông nghiệp thôi. Ở làm đang cắt lúa phải không bác? Ừ. Năm nay mình làm trúng không? Công cũng được bốn mấy năm chục dạ. Ờ, tính ra nếu công vậy là bổ đồng mình được lời khoảng 1 triệu 2 triệu không bác ha? À vậy đó hả? Bác làm được nhiều ruộng không? Ít gì à? À dạ dạ. Ủa, ở đây ngoài làm ruộng ha, mình bà con mình còn làm gì nữa không bác? Không, làm ruộng thôi mà. Ở đây làm ruộng thôi mà. Vì có làm vụ ba không hay là chỉ là một vụ thôi? Vụ ba luôn. Vụ ba ở đây làm vụ ba luôn hả? Ừ. À vì con bên kia thì con không thấy làm vụ ba. Ở đây làm vụ ba mà. Dạ. Rồi con cảm ơn. Mấy năm nay rồi vụ ba. À vậy đó hả? Làm 2 vụ rồi. À. Năm trước năm nay rồi. Ở đây mình xài máy gặt đập liên hợp hết hả bác? Ừ. À dạ. Rồi ở vậy là ở nhà là con cái có phụ không hay là bây giờ đi làm xa hết rồi bác? Có người con cái thì có đây, có người thì cũng ở nhà để làm nông chứ đâu có đi hả? Tại thường con đi ngoài đường ít có gặp các bác lắm chị, thường là đi, buổi trưa đi là không gặp ai, ít gặp nhà nghỉ ngơi với ấy hết trơn. Chưa, ở này đi chưa nè, cái này chưa tới mùa nè, lúa chưa gặt á. À dạ. Còn mấy cái kinh kia đi mấy bữa nay là rất là vui ở chỗ là ở trên toàn là mấy cái Kubota chạy không à. Dạ. Để con tắt. Cái quà vốn chứ không có lời. Có năm nay thấy có giá là đỡ, giá cả đó. Năm nay nếu mà vậy một vậy mà nó mua mình lúa khô 1 ký nhiêu qua bác ha. Cái không biết sao chứ lúa tươi là bỏ cọc hiện tại bây giờ là tới 5.000 mấy rồi đó. À 5.000 mấy. Ừ, 5.000. Ở đây chủ yếu là mình làm giống gì bác ha? Giống lúa gì á? Đây thì Getmin, đa số Getmin. Getmin nhưng mà được bao tiêu hết hả bác? Hả? Ở đây được bao tiêu hết hả? Có nghĩa không, nó đặt cọc. Như là mình đụng mối nào thì mình cân mối nấy, chứ không có bao tiêu. À, nhưng mà, có đặt cọc trước không? Thì như cái gì bị cỡ này là lúa vàng gì thì nó cò nó đi mua. À, cọc. Mua rồi có cọc. Có gì là? Có một số thì làm ba lúa Nhật á, cũng dạ. lúa Nhật á, cũng mới làm đây. Mới làm 1-2 vụ nè. Rồi con cảm ơn bác, kính chúc ba bác và gia đình nhiều sức khỏe, luôn làm ăn phát đạt. Con cũng đi về coi cái chú không biết giờ cũng gặp nhiều may mắn nha. Dạ con cảm ơn bác nhiều. Rồi. Dạ con xin phép luôn ạ. Rồi. Con đi quay tiếp. Ừ. Dạ. Lâu lâu á thì trò chuyện được chứ có bác con không có trò chuyện được. Dạ. Thì theo bác ấy nói thì vì em thấy là ổn hơn so với mấy cái kinh kia. Đường xá chạy rất là thoải mái. Đường xá đường ở đây thì có thể ví là tương đương với kinh 3 ở bên khu A ở bên xã Tân Hiệp A đó quý vị. Hoặc là kinh Zero hay là kinh 9. Vì đường chạy rất là êm. Xe 4 bánh có thể đi đường này dễ dàng nè quý vị. Đường này ở dưới cái kinh kinh 10 đó quý vị. Rất là nhiều cái lục bình. Ở đây không thấy xuồng ghe chạy luôn rồi quý vị.
đây là giáo xứ Bình Lộc nè quý vị. Thường thì ở Tân Hiệp là mỗi kinh á, mỗi ấp là có một nhà thờ. Có ấp thì có tới hai nhà thờ là quý vị. Mỗi ấp hay là một kinh thường là kinh A kinh B là mỗi kinh là một nhà thờ hết. Nhà cửa thì rất là khang trang quý vị. Hầu như là được bê tông quá đồng bộ hết. Lộ bên đây thì nó như là rộng hơn đường lộ bên kia rồi quý vị. Bên kia như có 2,5 thôi. Ở đây thì rộng hơn, nó khoảng là 3 hoặc là 4 mét rồi. Bà con trồng hai bên bông đó quý vị, bông nhãn thọ và bông đồng tiền á, rất là đẹp. Thì xong hết lục bình hơn ở phía cuối kênh đó quý vị. Giờ này các em mới ra lớp nè, cũng rất là nhiều. Như đang gần tới kinh Hồng Dông rồi đó quý vị. Đây là biển xã Hành Đông B. Rồi chúng ta đã tới kinh Hồng Dông rồi đó quý vị. Kinh KH1 nè quý vị.
rất là nhiều cái chẹt để chở những cái chiếc máy gặt đập liên hợp đó quý vị, và những cái đầu kéo của nó. Quay một chút nào rồi đi thôi. Dạ lên mạng rồi anh ơi. Lên mạng không nè, giờ hôm nay đẹp trai không hả lớn. Ủa chú năm nay trúng không chú? Công các bạn tấn 2 à. À dạ. Mày hát nữa. Yeah. Mình phải vậy vậy chứ. Có không rồi dạ. Ở cái mày giá cao với già dưa quay phim thôi coi. Bán được 7.000 kg đó. Trúng công tấn 2 tấn 3 thôi. 2 3 nữa đi về cho vừa đó. Ủa gì rồi năm gọi chúng không anh? Chúng năm gọi chúng mà chúng ăn anh ơi. Chúng ăn quá thôi. Ủa cái này là mình căng là đem đi ấy luôn hả chú? Chú gà bán luôn. Bây giờ là mình bán rồi nè. À mình bán lúa lúa tươi không? Lúa tươi. Quay cái mặt đó kỹ kỹ đó. Ừ. Gì là mà anh mãn nguyện lắm đâu không? Mặt nó dao. Dạ em ơi. Đống này chừng 200 gì người nữa đống đi. Hết rồi. Hết rồi. Quay bên kia đi cho dễ mấy người này đỡ. 50, 50. Quay Giang á, quay Giang nhiều á. Gửi mấy cái hình là nào cả ngay qua mình trao đổi tôi. Ờ để tôi ăn canh đi vô là ăn coi. Ăn đi vô được chứ. Đi vô hả? Rồi em cảm ơn nha. Dạ. Nhớ tối lên Kiên Giang được rồi. Dạ. Có lên đài không? À. Ủa anh cái này là mà là bán đi đâu anh? Cái này thường ở đâu mà người ta lại mua ở ngoài kinh đó hả? À dạ. Dạ. Ủa bác ơi cái đường này là con nhớ là mới làm sau này phải không bác? À dạ. Tại trước không có thấy cái đường ấy. Mà được chi quay luôn á.
nó vui thôi, chắc cũng trúng nhưng mà không có đến mức dữ vậy. Con hỏi thăm một cái, năm nay mình làm trúng không bác? Dạ không trúng hả? Ủa sao ở dưới nói 1 tấn 2 lận à? Gì đó hả? Dạ có nghĩa là mình cũng làm cũng được 1 tấn mấy hả bác, nhưng mà chi phí cũng nhiều. Dạ à, bị gầy hả bác? Của bác là được cân 1 tấn 2 tấn 3 không bác? Tấn 1 hả? Dạ con cảm ơn bác. À, chi phí thì cao hả, mặc dù là lúa trúng ha. Năm nay khoảng tính ra bán 1 ký gì được 5.700 không, 5.500 không bác? Dịch mi thì 5.800, mình đạt 8.600. Dạ cảm ơn bác. Bác thì được 1 tấn 1 nhưng mà chi phí rất là nặng, thuốc về phân bón rồi gầy đó quý vị. Theo lời bác nói thì jasmine thì được 5.800 một ký, còn cái gì 6.000 lắm cũng không nghe rõ lắm. Nói chung là bà con thì cũng không thích, nhưng mà trừ chi phí này kia thì bà con không có được gọi là lời nhiều nên thường khi về quê thì có những cái khoảng ở trước nhà rất là rộng rãi, có những cái sân là chủ yếu là bà con của chúng ta là dùng để phơi lúa là chủ yếu. Xe cộ này kia thì nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó thôi. Đây là đền Quốc Tổ Phùng Dương nè quý vị, để vào xem chút nha quý vị. À, cũng chỉ là một cái tương đối. Ra có thể thắp nhang ở đây.
phía bên kia là chùa Giác Lâm đó quý vị. Phía trước mặt nếu mà làm nhớ không lầm thì cái đường đó là cái đường đang làm của từ lộ tẻ đi gạch sỏi đó quý vị. Mình đang được xây dựng nè quý vị. Sau này sẽ rút ngắn cái thời gian mà chúng ta đi lại giữa Cần Thơ với Kiên Giang. Thì được bờ kè, có cái bờ kè hết trơn nữa quý vị. Đường lộ ở đây rất là rộng rãi, trên 4 mét rồi đó quý vị. Nếu mà làm không nhớ không lầm thì nó đã qua bên huyện Tân Hiệp, thị trấn Tân Hiệp rồi, nó không còn thuộc thành Đông Bê nữa. Ngay gần đầu đầu kinh Đông Bình đó quý vị, cái quốc lộ 80 á. Nó thuộc cấm A của thị trấn Tân Hiệp rồi đó quý vị. Sau đây chúng ta đi qua chợ Tân Hiệp luôn nè. Đây là phía trong của thị trấn Tân Hiệp. Đi qua chợ Tân Hiệp đó quý vị. Làm xin quay một phút này nữa rồi
xin dừng lại ở đây nha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn quý vị ở các clip tiếp theo. Mọi cái sự trao đổi của quý vị có thể comment ở dưới. Đây là đường ra quốc lộ 80. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.